Xin kính chào tất cả các bác và anh em. Trung kênh audio làm cái clip lên sóng bán thanh lý với các bác ba cục dàn để các bác về các bác ghép các cái cặp loa nhỏ bookshelf ở tại gia đình nhà mình với những mức giá cực kỳ rẻ nhá. Thế thì em cũng nói luôn ở đầu clip để cho anh em đó là tất cả các sản phẩm Trung kênh audio bán thanh lý tức là mức giá cực rẻ rồi. Cho nên ấy, em chỉ bao phần công suất cho các bác về các bác test công suất hát ok nhá. Đấy. Và mà tuy nhiên thì những cục nào tình trạng như nào thì em cũng sẽ test công khai cho các bác luôn. Đấy, để cho các bác nắm được cái tình trạng sơ bộ. Đấy, tuy nhiên rằng là em sẽ chỉ bao áo ít thôi. Đấy, ví dụ như cái CD thì bữa trước em đã bán một cái dàn nó thanh lý giá cực rẻ rồi. Thì cũng không may là lúc em test thì CD ok nhưng đến tay khách do quá trình vận chuyển nọ kia thì cái cơ nó bị lệch một tí chẳng hạn thì nó không đọc được nữa thì bác lại kiện thì đương nhiên là nó rất là vất vả. Bởi vì những cục dàn mà giá như em sắp sửa báo đây thì mỗi bộ em chỉ lãi, mỗi cục em chỉ lãi được khoảng 5-70 nghìn, chưa tính công đóng thùng xốp rồi thì chi phí nọ kia linh tinh băng dính vân vân. Đấy, cho nên là mức giá nó quá rẻ rồi mà phải bảo hành cả cái CD hay cái MD nữa thì nó quá là vất vả. Thì em nói luôn là mức giá em xả cực rẻ để cho anh em chơi nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ test từng cục, test cục nào em sẽ báo giá cục đấy cho các bác nhá. Đấy, bây giờ đầu tiên em test cái cục Aiwa. Đây, cái cục Aiwa này thì em test sơ bộ. Đây, từ các chờ phía để mà hạ cái. Rồi, em test sơ bộ thì nó là chơi full chức năng các bác nhá. Đấy, ngoài cái chức năng cassette thì em xin phép là bỏ qua không test. Bởi vì chức năng cassette thì nó vẫn ok, đây nó vẫn nắp vẫn mở ok. Tuy nhiên thì băng không có. Thứ hai nữa là cassette thì đa số là dây cua loa đứt rồi. Thì thôi xin phép bỏ qua nhá. Đầu tiên này em test cái chức năng AUX của cục dàn. Đây. Là chơi ok không nhá. Đấy. Đèn có hai cái VU điện tử nhìn rất là đẹp. Tiếp theo em sẽ test chức năng đài FM của nó. Anh em ấn nút function để chuyển về chế độ đài nhá. Đây. À không, đài phải ấn vào nút FM rồi. Sóng 100. Con này bắt full 108 anh em nhá. Giải quyết thông qua thương lượng giữa cơ quan biên giới trung ương. Đài FM này. Rồi tiếp theo em test lên chức năng đọc đĩa CD của nó. Em đã bỏ một cái đĩa vào ổ đĩa rồi. Và em sẽ test CD cho các bác xem nhá. Đó. Rồi. Đã đọc đĩa rồi, em sẽ chuyển bài 2 đi. Rồi. Rồi ok. Em xin phép test cái đĩa MD của nó nhé. Cũng công khai luôn cho anh em là cái đĩa MD của nó đang bị đứt dây cua loa. Tình trạng này là tình trạng đứt dây cua loa cho nên là cái đĩa đang nằm ở trong này và ấn nó không ra nữa. Mắt thì vẫn đọc ok. Cái này anh em về tháo ra thay dây cua loa là được nhé. Thứ em rất là lười làm. Vì làm thì phát sinh thêm công và thêm chi phí thì anh em mua lại nặng hơn. Đấy, MD chơi ok anh em nhé. Anh em chỉ cần về anh em tháo để ấn jack này nó không ra này. Bởi vì là cái đĩa đang nằm trong này rồi. Đấy, cho nên là anh em về muốn cho nó ra anh em thay dây cua loa là nó ra được nhá. Em khẳng định là như vậy. Đấy, cục dàn này thì thôi thì em tạm gọi là full chức năng. Đấy, tuy nhiên em vẫn nói như ban đầu là em chỉ bao phần công suất cho các bác về HAUX thôi nhá. Để cho nó dễ vì mức giá em sẽ báo ngay sau đây là cực rẻ. Cái cục dàn này em bán với giá chỉ 400.000 các bác nhá. Đấy, 400.000 cho các bác nhá. Đấy, anh em mà tin tưởng chuyển đủ luôn được, em miễn phí ship cho anh em. Có anh em chuyển khoản cọc thì cọc trước cho em 100-150. 150 đi với cục dàn này anh em chuyển 150. Thì em sẽ các bác giả phí ship với cục dàn này rơi khoảng vài chục nghìn thôi, tài chắc khoảng 3-40 nghìn gì đấy thôi. Đấy các bác nhá, con này có chính là iPad để tăng 2 cấp độ anh em nhá. Đấy, đấy ở nút này nha anh em nhá. Đấy thì em sẽ quay luôn hình thức của cái cục dàn này, mặt trước như anh em nhìn thấy nhá là ok rồi, mặt trên nó đây. Đấy, mặt trên tương đối là ok. Chỗ này cái người chủ cũ họ dán cái tem gì vào đây này. Đấy, kệ thôi, chắc là khả năng ở bên trong nó có vỡ gì đấy. Đấy, thùng vách các thứ là của cục dàn là tương đối là ok hết anh em nhé. Đây ở phía sau đây anh có thể đây là rắc kết nối điện thoại máy tính nhá. Em chuyển đến cục này tí em sẽ test cục này cho các bác. Đấy, em chuyển đến bên này và tiếp theo nữa là bên này là đây, chỗ này là anh em cắm đoạn dây điện ở đây để em thu sóng FM ở đây. Đấy, còn đây là chỗ anh em bắt loa, dưới nó có cả cổng sút điện anh em này. Đấy, đấy cục này em công khai giá luôn nhá, là em bán 400.000 bao ship cho anh em nếu chuyển đủ nhá. Rồi, thì em chuyển sang rắc loa bên này để em test cái cục Kenwood này. Đấy, cục Kenwood này thì nó có điểm hay của nó và cũng có điểm nó nhược điểm. Cái cục này thì cái công suất
công suất tiêu thụ điện của nó là 55W các bác nhé, 55W rồi. Chờ kháng loa từ 6 đến 16 ohm. Đấy. Công khai hết mọi cái thông số để anh em chơi nhé. Rồi, em sẽ tắt cái cục này đi. 400.000 anh lấy cục này thì báo nhé. Aiwa model của cục này là cục Aiwa MZ1 các bác nhé, MZ1 cho em. Rồi. Em chuyển khoa sang cái cục cục Kenwood, cục này là SLL hay gì nhỉ? Cục này là cục SL3MD. SL3MD công suất tiêu thụ điện của con này lên tới 85W các bác nhá. Rồi đúng rồi, 85W đúng chưa? Nó có cái tem dán đè lên nên em không nhìn được cái công suất tiêu thụ điện của nó, nhưng em nhớ không nhầm con này là 85W. Vâng. SL3MD công suất tiêu điện là 85W các bác nhá. Và em test con này thì em test CD là ok này các bác này. Đấy, đang chơi CD ok nhá. Đấy. CD ok, MD thì em sẽ không test nữa bởi vì nếu không may là cái dây cua loa nó đứt, chẳng may như cái bộ kia dây cua loa đứt ấy thì đĩa nó vào nó không ra được, em lại mất 50.000 cái đĩa MD. Thì thôi nhá, bỏ qua không test MD. Đấy, CD thì ok rồi. Đấy, AUX thì các bạn ở nút này các bác chuyển sang chế độ AUX cho em. Đây. AUX cũng chơi ok. Đấy. Đây AUX đây. Đấy, em sẽ cho đĩa ra này. Đấy, AUX của nó cũng là chơi ok các bác nhá. Đấy, cục này thì nó có xấu hơn cục Aiwa một chút xíu ở cái điểm là nó mất cái nắp bịt ở bên ngang ngoài này thôi. Tuy nhiên công suất ngược lại công suất của con này rất là khỏe. Đấy, công suất của nó sẽ khỏe hơn công suất của con Aiwa. Tuy nhiên con này thì không có đài FM. Đấy, mỗi cái một cái ưu điểm riêng. Rồi, bây giờ em sẽ qua hình thức của cục cho các bác xem luôn nhá. Mà trước như các bác nhìn thấy này, đèn quắc của nó này, có các chế độ chỉnh equalizer và debass ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉnh đây và các xoay cái này để chỉnh nhá. Ví dụ em chỉnh bass này. Đây em có thể tăng lên này. Đấy, bass 10. Equalizer nhá, đây. Đấy. Vân vân các hệ thống equalizer khác nhau anh em nhá, rất nhiều luôn. Đấy. Mặt trên của cục thì còn tương đối là ok. Đây nắp cửa băng vẫn ok nhá. Tuy nhiên thì em không test băng đâu. Thùng vách của nó cũng tương đối là ok, chảy xước một tí ti thôi. Đấy. Với một số có cái vết bẩn anh em về vệ sinh thêm nhá. Cái phía sau đít của nó ok, không bóp méo méo mà vỡ gì cả. Rồi, em xin phép chuyển sang cái cục này. Đây, em sẽ sang cái cục này để em test cái cục đây, cục này thì các bác sẽ cắm cổng điện thoại vào hàng dưới nhá. Nên nó ghi rõ là line in ở hàng dưới này. Hàng trên là line out thì các bác cắm hàng dưới để chơi line in. Đó. Rồi, cái cục Kenwood này thì em xin phép là để cho các bác với giá là cục này thì thực ra nói thì nó không đẹp bằng cái cục bên này đâu, mà cũng không được chạy full như cục bên này. Tuy nhiên công suất nó rất là khỏe và tiếng của con này rất là hay. Con này em để cho các bác với giá là 430.000 các bác nhé. 430.000 các bác chuyển đủ cũng vẫn bao ship cho các bác. Còn anh em chuyển cọc thì em không bao ship. Anh em chuyển cọc có cái 150 để em gửi hàng nhé. Đấy, còn chuyển đủ là em sẽ bao ship cho anh em. Giá là 430, đắt hơn cái con lúc đầu là 30.000 thôi. Bởi vì thực ra đúng ra nó phải đắt hơn nhưng hình thức nó xấu em giảm giá. Rồi bây giờ em sẽ test cái cục cuối cùng là cái cục của hãng Victor các bác nhé. Rồi chờ cắm dây điện đã. Cục Victor này thì nó chỉ chơi được hai chức năng đĩa của nó thì mắt của nó không đọc anh em nhé. Cục Victor này sẽ chơi được điện đài FM và chơi được điện thoại máy tính qua jack 3.5 các bác nhé. Đấy, các bác chờ chút xíu để em cắm cái dây anten đài để em test đài cho các bác xem luôn này. Để em kiểm tra đâu ai em đã còn chưa nhìn thấy đây. Ồ, nó không ghi à? Speak, à đây là loa rồi. Rồi anh em chờ chút xíu nhé để em đấu cái dây loa để em test cho anh em xem. Thực ra lúc trước em đã có test rồi ấy, nhưng mà bán cho các bác thì em vẫn phải test lại cho nó cụ thể luôn để cho anh em đỡ lo ngại vấn đề về loa đài thôi. Rồi đấu dây loa test cho các bác luôn. Tất cả cục này thì em đã đều test qua sơ bộ rồi, tối thiểu nhất là sống được AUX các bác nhé. Đấy, rồi với cục dàn này thì sẽ bao các bác hai chức năng. Một là chức năng là chơi đài FM. Đây. Đây FM của nó đây. Anh em mình sẽ dò sóng ở cái nút này. Đấy, con này đèn rất là sáng luôn. Ừ.
Victor. Em sẽ dò lên cái gióng 100. Ờ, quá mất rồi. Đây. Đấy, Victor bắt sóng rất là trong. Không có chuyện người dân khai thác vàng. Trong hơn các cái dòng khác. Quá cũ, thậm chí. Đấy, con này lợi thế nó là nghe đài các bác nhé. Đấy, rất trong luôn anh em thấy không? Khỏe luôn. Đấy. Rất khỏe luôn nhá. Đấy, đĩa của nó thì con này đây. Cơ vẫn ra ok. Đĩa các thứ là ok nhưng tuy nhiên thì mắt của nó lại không đọc. Rất là tiếc là thế. Con này em đọc đĩa thì đẹp lắm. Đấy. Con này đọc đĩa thì đẹp lắm. Đấy, cho các bác cái đĩa luôn để trong ngoài nhìn cho nó trang trí cho đẹp hình đầu cô gái nhé. Đây. Đấy, cái đĩa này hình cô gái rất đẹp luôn. Để đây làm trang trí luôn cho các bác nhé. Rồi em chuyển sang test cái chiếc AUX của nó nhé. Anh em ấn cho em vào cái nút đây đây. À không phải. À đây 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 đây. Đây đây AUX đây. Đây nút AUX đây các bác nhé. Đây. Đây. MD à. Sao không chuyển được AUX vậy? Ồ, nút AUX lại không chuyển được rồi. Có lẽ cùng này em phải kiểm tra lại các bác nhé. Có lẽ là nút AUX nó bị liệt rồi. Con này chức năng chỉnh chỉnh bass này, chỉnh tiếng bass, full bass này. Nút AUX nó lại đang bị liệt rồi. Bữa trước đã test và chỉnh ok rồi đấy. Có thể là em thử tắt nguồn đi bật lại xem nào. Nếu không được thì một em xả này cho các bác về sửa, hai là em sẽ tự sửa và em sẽ tháo ra vệ sinh lại nút AUX sau. Rồi. À mà hình như MD là AUX luôn thì phải, vì con này làm gì có MD. Ôi trời, ngớ ngẩn đấy. Đúng rồi, MD là AUX luôn thì các bác nhé. Đúng rồi. Xin lỗi các bác nhé, hơi bị ngáo một tí. Ờ, con này ấn vào đây là ra chữ MD là trên AUX luôn. Phải nó ghi rõ là MD trên AUX này. Vậy con này làm gì có MD đâu, đúng không ạ? Rồi, MD chính là AUX. Hơi ngáo một tí. Đấy, AUX là chơi ok các bác nhé. Đấy. Còn trên này là cổng băng. Băng thì em cũng không test đâu các bác nhé. Đấy, thiết kế rất là hay. Thế mạnh của con này thì sẽ là đài FM các bác nhé. Đấy. Loa các bác bắt ở đây. Còn bên dưới này các bác cắm trục để bác FM, các bác thu sóng FM ở đây nhá. Đấy. Công suất tiêu thụ điện của con này thì nó thấp hơn hai con kia. Con này là 45W các bác nhá, 45W thôi. Đấy. Con này đánh loa bốc xeo nhỏ, loa toàn giải các bác nhá. Đấy. Rồi con này thì Trung Kiên Audio xin phép bán và giao lưu với các bác với giá là 330.000 thôi. Đấy, 330.000 cho các bác nhé. Đấy, bác nào chốt cục nào thì nhắn tin với Trung Kiên Audio qua số Zalo là số 0975 575 262. Đấy, các bác chuyển đủ em bao ship, các bác chuyển cọc thì các bác giả tiền ship. Tiền ship nó chỉ dao động từ khoảng độ 30 đến khoảng 50.000 gì đấy thôi, tùy từng trọng lượng của từng cục. Đấy, rồi xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio.